Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về việc đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư. Ngày 3 tháng 8, truyền thông các nước đã đưa tin đậm nét về việc đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Chiều 3 tháng 8 tại Viêng Chăn, các ấn phẩm điện tử của những tờ báo lớn tại Lào đã đồng loạt đăng tin chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ấn phẩm điện tử của báo Pa Sắc Son, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã đăng bài Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo bài báo ngày 3 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisoulith đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi thư chúc mừng đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đăng toàn văn thư chúc mừng. Ấn phẩm điện tử của Đài Phát thanh Quốc gia Lào, ngoài việc đăng toàn văn thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, còn đăng bài viết đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi được bầu, trong đó khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Ấn phẩm điện tử của tạp chí Công an Nhân dân Lào cũng đăng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Tại Bắc Kinh, cũng trong chiều 3 tháng 8, các cơ quan thông tấn báo chí truyền thống của Trung Quốc, trong đó có Tân Hoa Xã, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Nhân dân Nhật báo đồng loạt đưa tin về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 sáng 3 tháng 8 đã họp tại Hà Nội bầu Chủ tịch nước Tô Lâm làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với số phiếu tuyệt đối 100%. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Truyền thông Trung Quốc cũng đã trích đăng bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó khẳng định kế thừa và phát huy những thành tựu cách mạng cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các hãng thông tấn báo chí nước ngoài còn đưa tin đậm nét về phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp báo sau hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, đặc biệt là việc tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại Nhật Bản, dẫn bài viết đăng trên báo Nikkei Asia nhận định Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ kế thừa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Đảng Cộng sản Việt Nam phát động thời gian qua, cũng như tiếp tục chính sách ngoại giao cân bằng. Trong các tin bài về việc Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều hãng trang tin, tờ báo như AFP Pháp, TASS Nga, báo Bangkok Post Thái Lan, The Straits Times Singapore đã nhấn mạnh phát biểu của tân Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc họp báo sau hội nghị Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, bất kể người đó là ai. Các bài viết trích phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian vừa qua đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ, niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên đối với Đảng, sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 với số phiếu bầu đạt tuyệt đối. Sau khi hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 kết thúc, tân Tổng Bí thư chủ trì họp báo thông tin kết quả hội nghị. Đồng chủ trì có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo các nước đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Lào gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã gửi thư chúc mừng. Trân trọng đăng tải toàn văn thư chúc mừng. Đồng chí Tô Lâm kính mến, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân danh cá nhân, tôi vinh dự và nhiệt liệt chúc mừng đồng chí đã được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vào ngày 3 tháng 8. Việc đồng chí được bầu giữ chức vụ quan trọng này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với năng lực, kinh nghiệm phong phú và những thành tích nổi bật của đồng chí trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, tổ chức triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành mục tiêu xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi khẳng định sẽ sát cánh cùng với đồng chí và tất cả đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam. Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta, cũng như góp phần phát triển vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp quan trọng và đầy ý nghĩa này, tôi xin chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp vinh dự và cao cả của đồng chí. Trân trọng, Thongloun Sinsoulith, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi rất vui mừng nhận được tin đồng chí được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt. Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quán triệt thực hiện tinh thần nghị quyết Đại hội 13, đi sâu thúc đẩy công cuộc xây dựng Đảng, giành được những thành tựu mới trong thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới mở cửa. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, thúc đẩy vững chắc công tác chuẩn bị Đại hội 14, không ngừng hướng tới hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước. Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa núi sông liền một dải. Tháng 12 năm ngoái, tôi đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Hai bên cùng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa chiến lược, mở ra hành trình mới, chương mới trong quan hệ hai đảng, hai nước. Tôi sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, cùng phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất, đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Chúc đồng chí đạt được thành tựu mới trên cương vị cao cả của mình. Thư chúc mừng của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ngài Tổng Bí thư kính mến, thay mặt Vương quốc Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi rất vui mừng và chúc mừng Ngài Tô Lâm đã được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 năm 2024. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của Ngài Tổng Bí thư, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn và phát triển nhanh trên mọi lĩnh vực và giữ vững vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tôi tin tưởng quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia sẽ ngày càng gắn bó tốt đẹp và tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác song phương hữu nghị, đoàn kết và phát triển. Tôi chúc Ngài Tổng Bí thư mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sứ mệnh cao cả, phục vụ đất nước và nhân dân Việt Nam. Xin gửi tới Ngài Tổng Bí thư lời chào trân trọng nhất. Thư chúc mừng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Đồng chí Tô Lâm kính mến, tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn khẳng định uy tín chính trị cao của đồng chí,
đã chứng minh công lao của đồng chí trong việc đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của đồng chí trong việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và phối hợp chung về các vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế. Điều này chắc chắn sẽ đáp ứng được các lợi ích cốt lõi của hai dân tộc hữu nghị Nga và Việt Nam, góp phần củng cố vững chắc an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tôi chúc đồng chí thành công trong hoạt động đảng và nhà nước, sức khỏe dồi dào và thịnh vượng. Trân trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.